Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay Túi Da Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những sản phẩm mới ha. Video Túi Da Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nha. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%. Kích thước bề ngang 29, chiều cao 21 và bề dày là 12 để mình xách tay và mình đeo chéo. Rất là đẹp ha. Da dày dặn và chắc chắn, đường may tinh tế. Và form này là form Hermes. Mình có thể mình đi tiệc rất là sang ha. Và đây, mình mở ra thì bên trong sẽ có một khóa cá mì bên trong và một ngăn ở đây. Lót bên trong là lót sạch đẹp, lót da. Đó, mình dài lại như thế này, rất là đẹp và sang trọng. Lên dùm shop mã 3319 490. Mình có thể mình xách tay và mình đeo chéo, rất là đẹp ha. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo ha. Mình có thể đựng tầm 2 bộ đồ có thương hiệu. Kích thước bề ngang là 37, chiều cao 26 và bề dày là 14 ha. Để xách tay và đeo chéo rất là đẹp ha. Sẽ có một khóa cá miệng ở đây, một ngăn nhỏ ở đây và một ngăn đây có một khóa cá miệng ở đây. Nó thật đẹp hết. Và hai ngăn nhỏ ở đây sạch đẹp, da thật, túi du lịch này. Mình có thể mình đựng một hoặc ba bộ đồ để đưa du lịch nhỏ gọn ha. Lên dùm shop mã là 33 34 590. Và một chiếc túi xách tay da thật 100% màu xám, kích thước bề ngang là 27, chiều cao 23 và bề dày là 10. Nếu mình xách tay rất là xinh xắn. Sẽ có một khóa cá miệng đây, bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Một ngăn ở đây sạch đẹp và sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây sạch đẹp, da thật, để mình xách tay rất là ok. Lên nhìn shop mã 3342 490 ha, 3342 490k. Và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Nôm, dập nổi phía trước, màu này là màu nâu sô cô la. Kích thước bề ngang là 18, chiều cao là 27 và bề dày là 9. Có rất là nhiều ngăn. Lựa chọn thương hiệu Nôm dập nổi đây. Và một khóa cá miệng ở đây. Bên trong lớp vải sạch đẹp và một ngăn ở đây. Sạch đẹp ha. Và một cái khóa cá miệng ở đây. Lót sạch đẹp hết. Rất là xinh xắn. Và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết. Da thật toàn bộ màu nâu sô cô la để mình đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop mã 3291 ha, 490. 3291 490. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai. Da dập vân cá sấu. Kích thước bề ngang là 46, chiều cao là 30 và bề dày
là 13 để mình xách tay và mình đeo vai. Da cực kỳ đẹp ha. Và sẽ có một ngăn ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết ha. Và sẽ có thương hiệu Tama ở đây, dập nổi đây. Lót sạch đẹp hết. Da thật toàn bộ. Xách tay và mình đeo vai rất là đẹp luôn ha. Lên giùm shop mã 3327 409. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo có thương hiệu dập nổi ở phía trước đây. Dây đeo chất liệu là vải dù, dập hiệu thương hiệu. Kích thước bề ngang, bề ngang là 35, chiều cao 31 và bề dày là 11. Để mình xách tay và mình đeo chéo rất là đẹp ha. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu. Và ở đây mình có thể mình đựng được laptop nhỏ ha. Một ngăn đây sạch đẹp. Và dây đeo chất liệu là vải dù, dập hiệu thương hiệu. Và thương hiệu dập phía trước ở đây. Và một ngăn bự nhất ở đây, phen khóa dập hiệu thương hiệu hết ha. Sẽ có hai ngăn nhỏ đây sạch đẹp và một ngăn ở đây, mình có thể mình đựng laptop nhỏ và một cái phát cái miệng ở đây. Laptop nhỏ và iPad được ha. Lên giùm shop mã 3294 409. 3294 409. Và một chiếc túi đeo chéo giá thật 100%, bao tử đeo trước bụng ha. Kích thước bề ngang là 18, chiều cao là 24 và bề dày là 5. Đeo trước bụng rất là ok. Thương hiệu dập nổi đây. Và sẽ có dây đeo dập hiệu thương hiệu ở đây. Phen khóa rất là ok. Sẽ có một khóa kéo miệng đây. Lót bên trong là sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu và một cái phát kéo miệng ở đây. Và một ngăn ở đây. Ngăn đây thì đựng cạc visit với tà tì thân. Rất là đẹp ha. Và phía sau sẽ còn có một ngăn nhỏ ở đây nữa ha. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết. Dây đeo rất là ok ha. Độ mới khoảng 80-85%. Lên dùm shop mã 3345 3345 509. Và một chiếc túi xách tay dập vân xấu, da cực kỳ đẹp, da bò dập vân ha, màu xanh. Kích thước bề ngang, bề ngang là 31, chiều cao 21 và bề dày là 15. Để mình xách tay và mình đeo chéo rất là đẹp ha. Sẽ có một ngăn đây, có một cái phát cái miệng đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, một ngăn đây và một cái phát cái miệng. Đây là miếng tích da, da thật. Và hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp hết. Da thật hết ha. Xách tay và đeo chéo đều rất là đẹp. Đây sẽ có một cái nút để mình dài lại như thế này ha. Đó, sạch đẹp hết. Ở đây sẽ có một cái để mình phân biệt nhà chiếc túi của mình. Màu xanh, độ mới khá là cao. 80-85%. Lên dùm shop mã là 3292. 3292, 490k. Và kế đến, đó là một chiếc túi đeo trước bụng thương hiệu Mexican của Mỹ, nhỏ gọn và xinh xắn ha, nam nữ đều sử dụng được hết. Kích thước bề ngang, bề ngang là 18, chiều cao 23 và bề dày là 7.
để mình đeo chéo, rất là đẹp, thương hiệu Mexican ở đây. Và dây đeo nhập hiệu thương hiệu Mexican. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp. Và một ngăn ở đây, lót sạch đẹp. Và một ngăn ở đây, sạch đẹp ha. Và một cái khóa kéo miệng đây, lót sạch đẹp, thương hiệu Mexican. Và có một cái khóa kéo miệng phía trước, da thật 100%. Lên dùm shop mã là 3360 590. Để tri ân quý khách hàng dịp cuối năm thì shop video ngày hôm nay thì shop sẽ miễn phí ship toàn bộ ha. Cô chú anh chị chỉ trả tiền hàng thôi, miễn phí ship toàn bộ. Một chiếc túi xách tay thương hiệu Square, kích thước bề ngang 32, chiều cao 23 và bề dày là 8. Để mình đeo vai rất là đẹp đó. Thương hiệu Square đây, da thật rất là đẹp. Sẽ có hai ngăn ở đây, một ngăn đây và một ngăn ở đây là bự nhất ha. Bên trong là lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu Square Collection, khoen khóa dập hiệu thương hiệu Square. Square là thương hiệu khá là nổi tiếng của Ý ha. Để mình đeo vai, hai ngăn ở đây và thương hiệu Square. Và có một cái khóa kéo miệng lót sạch đẹp hết, lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu Square. Lên dùm shop mã là 3268 ha, 309, 3268 309. Và kế đến đó là một chiếc túi bao tử da cực kỳ đẹp và chất. Màu này là màu nâu sô cô la, độ mới còn khá là cao, 80-85%. Kích thước bề ngang, bề ngang là 18, chiều cao 29 và bề dày là 6. Để mình đeo trước bụng rất là ok. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp. Và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Da thật toàn bộ, bên trong lót vải sạch đẹp. Ngăn này là bự nhất ha. Sẽ có một ngăn nhỏ ở đây, lót vải sạch đẹp hết. Dây đeo chất liệu là vải dục chắc chắn. Lên dùm shop mã 3394 590, 3394 590. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Đất Linh Đôn, chất liệu là vải dù phối với da, đặc trưng của hãng thương hiệu Đất Linh Đôn, độ mới còn khá là cao ha, thích hợp và là quà tặng được, khoen khóa còn rất là mới, màu vàng ươm sáng bóng. Kích thước bề ngang là 25, chiều cao 22 và bề dày là 12. Để mình xách tay như này, thương hiệu Đất Linh Đôn, da rất là đẹp, chất liệu là vải dù phía trước ha, hai bên là phối da, xách tay da, khoen khóa dập hiệu thương hiệu Đất Linh Đôn. Sẽ có một nút khích 500 ở đây, bên trong là lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu Đất Linh Đôn. Và một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết ha, dập hiệu thương hiệu Đất Linh Đôn ở đây. Và một cái khóa kéo miệng sạch đẹp hết, da thật toàn bộ ha. Để mình xách tay như thế này, form là form hợp, rất là sang và đẹp. Lên dùm shop mã 3336 ha, 590, 3336 590. Và một chiếc túi bao tử thương hiệu dập nổi ZBSI, kích thước bề ngang là 15, chiều cao 27 và bề dày là 10. Để mình đeo trước bụng rất là đẹp ha, da cực kỳ đẹp. Và ở đây còn có chỗ để mình xỏ lỗ phía trước. Dây đeo chất liệu là vải dù, dập hiệu thương hiệu
sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn đây, có một cái miệng ha, lót sạch đẹp, lót quả sạch đẹp hết ha, và một ngăn ở đây là sạch đẹp, và một ngăn đây thương hiệu dập nổi đây, sạch đẹp hết ha, lót là lót nguyên bản sạch đẹp. Lên dùm shop mã 3408 ha, 509, 3408 509. Và một chiếc ba lô vintage nhỏ gọn và xinh xắn dập hiệu thương hiệu đây, da thật 100%, màu đen, độ mới còn khá là cao, kích thước bề ngang, bề ngang là 25, chiều cao 27 và bề dày là 11, để mình xách tay và mình đeo ba lô rất là đẹp ha. Sẽ có một nút hết 500 ở đây, mình mở ra như thế này thì bên trong là lót vải dập hiệu thương hiệu ở đây, thương hiệu dập nổi đây, và có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót là sạch đẹp hết, da cực kỳ đẹp và chắc chắn, ít 500 chắc chắn. Xách tay và đeo ba lô sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót là lót vải sạch đẹp. Lên dùm shop mã là 3264 309, 3264 309. Qua một chiếc túi đeo chéo màu trắng, da là da dập vân, da dập vân xấu, da dập vân đà điểu ha, những cái chấm này là dập vân, da thật dập vân đà điểu ha, màu trắng. Bề ngang là 19, chiều cao là 19 và bề dày là 8 ha. Sẽ có một khóa kéo miệng đây, lót vải sạch đẹp. Mình đựng vừa tất cả các dòng điện thoại nhỏ gọn và xinh xắn. Ở đây mình mở ra như thế này thì bên trong sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, lót là lót vải sạch đẹp, Zenith Leader, chứng nhận da thật ha, Made in Italy, và đây là cái thương hiệu ha, Gerabile, sạch đẹp hết, da thật toàn bộ ha. Lên dùm shop mã, đồ mới còn khoảng 80%. Lên dùm shop mã là 3248 309, 3248 309. Và một chiếc túi xách tay, da thật 100%, nâu đen, xách tay nâu đen, da cực kỳ đẹp, kích thước bề ngang là 39, chiều cao 27 và bề dày là 14, để mình đeo vai rất là đẹp ha, da thật 100%. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là lót vải và một nút hít 500 ở đây, hai ngăn nhỏ ở đây là sạch đẹp, và một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp, và thương hiệu là Gilly dập nổi ở phần bên trong, sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay, đây thương hiệu Gilly dập nổi phần bên trong ha, lót là lót nguyên bản sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu hết, xách tay màu nâu, mình có thể mình đựng iPad nhỏ được ha, rất là đẹp và xinh xắn. Lên dùm shop mã là 3320 409, 3320 409. Qua một chiếc túi đeo chéo, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại ha, nhỏ gọn và xinh xắn, kích thước bề ngang là 20, chiều cao 13 và bề dày là 5, để mình đeo chéo rất là ok, da rất là đẹp ha. Để mình đeo chéo sẽ có một nút ở đây, một ngăn ở đây, và một khóa kéo miệng,
bên trong tình cảm với xứ chiếc tài tùy thân, và một cái khóa các miệng đây và một ngắn đây, và thương hiệu Marie Curie, thương hiệu này là thương hiệu của Pháp á, dập nổi đây rất là xinh xắn luôn. Lên dùm shop một mã 3215 390 3215 390. Và một chiếc túi giá thật 100%. Kích thước bề ngang là 16, chiều cao 28 và bề dày là 12, để mình đeo trước bụng rất là đẹp ha. Sẽ có một ngăn ở đây X500 và một cái khóa cáo miệng ở đây, lót bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây là sạch đẹp, lót vải sạch đẹp hết ha. Da thật hoàn toàn, và một ngăn ở đây X500, rất là nhiều ngăn để mình đựng đồ, X500 ở đây. Và một ngăn ở đây là bự nhất để mình đựng tiền, đựng những vật dụng hàng ngày. Đối với một chiếc túi bao tử và chất liệu và da full toàn bộ này thì mình xài rất là lâu ha, và bền, để mình đeo trước bụng. Lên dùm shop một mã 3364 ha, 509 3364 509. Và cái đến đó là một chiếc bao tử ha, thương hiệu Cardano, hình con chuột túi rất là đẹp ha. Kích thước bề ngang là 18, chiều cao 30 và bề dày là 5, để mình đeo trước bụng rất là ok. Sẽ có một nút khích 500 ở đây và một cái khóa cáo miệng ở đây. Lót bên trong là lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu Cardano đây, hình con chuột túi và có một cái khóa cáo miệng. Và lót là sạch đẹp hết, dây đeo dập hiệu thương hiệu Cardano. Tên dùm shop mã là 3411 509 3411 509. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo ha, thương hiệu Rapid Look, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại ha. Chất liệu là da thật 100%, màu này là màu vàng bò. Kích thước bề ngang là 22, chiều cao là 13 và bề dày là 7, để mình đeo chéo rất là ok. Thương hiệu dập nổi đây, sẽ có một khóa cái miệng ở đây và một ngăn ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu dập nổi ở đây, và hai ngăn nhỏ ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây có một khóa cáo miệng ở đây. Lót bên trong lót vải, một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Lên dùm shop mã là 3186 ha, 309 3186 309. Và kế đến đó là một chiếc túi bao tử da thật 100%. Kích thước bề ngang 15, chiều cao 32 và bề dày là 7, đeo trước bụng rất là ok, da rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Và sẽ có một khóa kéo miệng đây, bên trong lót vải sạch đẹp, và một khóa kéo miệng đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây có một khóa kéo miệng đây, một ngăn ở đây. Lót là lót vải sạch đẹp hết ha, da thật hoàn toàn, X500 rất là ok. Lên dùm shop mã là
3386 509, 3386 509. Kế đến đó là một chiếc túi bao tử kích thước bề ngang, bề ngang là 15, chiều cao 27 và bề dày là 9 để mình đeo trước bụng rất là ok. Sẽ có một khóa các bạn ở đây vào, là vào thẳng bên trong ha. Lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu ở đây, và đây là miếng tiếp da, da thật, và một cái khóa các bạn ở đây là sạch đẹp hết ha. Phía sau sẽ có một ngăn nhỏ ở đây là lót là sạch đẹp. Lên dùm shop mã là 3399 ha, 3399 509. Và kế đến đó là một chiếc túi bao tử màu đen, da thật 100%, kích thước bề ngang 17, chiều cao 29 và bề dày là 9. Sẽ có một ngăn ở đây hết 500 và một khóa cái miệng đây, lót vải sạch đẹp, và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Một ngăn ở đây, bên trong là lót phiên bản dập hiệu thương hiệu, lót sạch đẹp hết, và một khóa kéo mềm ở phía sau, dây đeo dập hiệu thương hiệu, và sẽ có một cái ở đây để mình xỏ tai nghe ha, khi mình đeo rất là tiện lợi. Đây là shop mã là 3372 509, 3372 509. Và cái đến đó là một chiếc túi bao tử ha, da thật 100%, kích thước bề ngang là 17, chiều cao 28 và bề dày là 10, đeo trước bụng rất là ok. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong dập hiệu thương hiệu Rich Rarely còn mã code ha. Và phía sau là vải ha, sẽ có một cái để mình xỏ tai nghe, một ngăn ở đây sạch đẹp. Lên dùm shop mã là 3397 ha, 509. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay phom hóm thương hiệu Das London, da là da thật 100% ha, kích thước bề ngang là 33, chiều cao là 23 và bề dày là 10 nha. Sẽ có một ngăn ở đây là bự nhất, thương hiệu Đất Linh Đôn, bên trong là lót vải sạch đẹp, sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, và thương hiệu Đất Linh Đôn còn mã code ngay chỗ này ha. Lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu, chất liệu này là chất liệu da canvas của hãng ha, xin lỗi ha, chất liệu da canvas của hãng, và những cái phần màu đen như thế này là da thật, dây đeo là da thật. Lên dùm shop mã là 3111 ha, hôm nay shop sale 400k, 3111 400. Và kế đến đó là một chiếc túi Đất Linh Đôn khá là mới ha, chất liệu là da canvas phối với da thật,
những cái màu hồng là da thật ha, những này là da canvas. Kích thước bề ngang là 32, chiều cao 26 và bề dày là 9. Da canvas thì chống thấm nước rất là tốt ha. Thương hiệu Đất Linh Đôn là thương hiệu rất là nổi tiếng, khuyên khóa dập hiệu thương hiệu Đất Linh Đôn. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Đất Linh Đôn. 2 ngăn ở đây và 1 ngăn ở đây, có 1 ngăn nhỏ ở đây, và chính giữa thì sẽ có khóa kéo miệng, và 1 ngăn ở đây. Thương hiệu Đất Linh Đôn, 1 ngăn nhỏ ở đây, và đây là miếng tét da ha, da cực kỳ dày, da thật 100%, kết hợp với da canvas. Chiếc túi này độ mới khá là cao, mình có thể mình xách tay làm quà tặng được ha. Lên dùm shop mã là 3132 ha, shop hôm nay shop sale 400, 3132 400. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay ha. Video của Tứ Gia Nhật lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Chào tạm biệt cô chú anh chị.